nơi trong nét tí này đặt chấm nong chương tha chấn àm rết chấm nuôi bên nơi chư cam bị phục lục nâng rương sành sành ocon rosax và nị dây ẩm pi rương chấn àm rết hỏi nâng nị dây ẩm pi chấm nuôi bên nơi chư cam bị phục lục nâng rương sành sành bà sang chỉ miền bắc này dễ đường xe xe ta sắp hiệp cả đại ban ba tổng bộ tham mây nơi ngày tì đọc mũi khai mỹ thuật nìa đau ý sẽ đây xâm rách ở bọc G7 đại trời bởi chô mốc to tốn nâng chắn to tốn nâng thành cá mò há sai tới cách cơ bạch lấy bọc chân chị đàm nóng mình sẽ thiệp đổi mặt đầy lúc nè chị đẹp hỏi thà tùm bò sẵn kìm tự chết bàn bàn bảo cát bảo chìa phơi cá đói đói G7 nè bàn bảo cát chìa phơi cá đói G7 sẽ đây bị cả bà chô mốc nế ở viên ảm rích nâng chẳng rứ có hai thá xong bò nằm mất lột xe ráy nâng chẳng hai khi nhóm bán riêng rộp rương nâng khắc mà hỏi tăng bị ngày tí đọc bí khai mỹ thuật nế cho năm bị bọn mập hay mùi lấy khi nhóm chùm riêng bằng to tiết thà xong kriêm tư chuyện này ta viên nâng đạch lục sở đấy bí chấn rử trong lao cho lao tha decoupling cứ cả đạch luôn bí lục sở đấy bí lục sở đấy nâng chân ok mình phải đạch luôn để hai đôi mà đạch bàn mình phải đạch luôn hai cái chuộc này cái chuộc nia giọt chén giọt chánh lơ vị sai sai tật cách nè cái chuộc nia giọt chén giọt chánh lơ vị sai sai tật cách lơ vị sai chấm nuối như hay năng biến đại chư cam bị phục lốp nè lơ vị sai bả chạy cả bị chía lơ vị sai bả chạy cả bị chía mà kiểu bật lên tay đầm tật kể mình bắt đặt luôn bị khné té kể mình bắt đặt luôn bị khné té kể mình khe khang bắt té chia sầm po nằm mất đôi sầm kềm tới chẹt vì sai sập răng mau cài sập mùi cài sập pí rồi viếng sa hạp hiệp sập viết nâng lục sẽ lại té tai kê nâng bắn cái nía bắt chén cái nía lơ sai tới cách lơ chùm núi nâng về nét chữ cam bị phục lốp lỡ và chạy cả về chìa ta sẽ mô rộp hôm nay ca chụp băng cái này sẵn kìm tự chạy rồi viên lúc sẽ đây nâng chân nâng khi nhóm bàn chụp riêng thật khi nhóm ọt đăng thả nổn ná miên bệnh chiến tệ chẳng khi nhóm lỡ dọ rương khá dọ mọc chụp riêng xa thầm mây khá nâng chụp riêng đọt đáy khá hỏi nâng chụp riêng thầm khá lỡ vị say nè nè lơ vị sai sai tật cảnh nè lơ vị sai sai tật cảnh sủng phong là mất lốc sẽ đấy pra free market economy nè pra free market economy băng cho mũi chân băng cho mũi chân cùng mình đi đại pra market nè market socialistic economy ស្អីទៅដែលហៅថាប្រព័ន្ធ
free market economy dương đằng ngay cái hai tha propon sai tờ cách xa sẽ đầy nè hay say tới đại hai tha market socialistic economy prime mà tha propon tiệp xa bài sòng cùng này dùng ta à propon pi nâng việc học này dạng mạnh việc học này dạng mạnh việc học này mình tràn phần màn đề bảo sẵn bà dương vì nứt mơ ở chế bạc lộ free market economy để hai tha sai tờ cách xa sẽ rầy tốt bấy kì bà biệt tha sẽ rầy so đã sẽ rầy rô đã sẽ rầy có ạch miên sai tờ cách na sẽ rầy đài even though the term free market economy is used for the reality in real practice of economic activity, there is no such a thing as free. Vipro, sai tờ cách xa sẽ rấy, có trái tờ miên bọt vì nây rồi bọt vì á, có miên bọt vì nây rồi bọt vì á, miên kết cọng rồi bọt vì á, hai có miên cả chỗ ruộng lúc đấy, các chân cột quan bề thay rẽ xá đào y rạch tha vị bá lục sẽ rầy đài even though it is termed as free market economy there is no such a thing as free economic activities must be regulated controlled navigated assisted protected by the government of the free world. Anh ông sai tờ cách xa dưới đây, chúng mua viên sai tờ cách xa dưới đây, có viên miên kết cọng viên này bài bọt cách chân cốt, thay tóm quam bia, đau ý rọt tha bị bán nây bà tế lục sẽ rầy đại. Còn tại kể hai viên tha free market economy. Nói lúc nè, hãy chốt market socialistic economy. Cho sai tờ cách tiếp xa sân công này giống á. Vì chưa sai. Vì chưa sai tờ cách dạng mạnh. Vì có chưa sai tờ cách đàm miên bọt vì nấy kết cọng cách chừng cốt quam bế thay rẽ xa đau ý rất tha vị bá nấy bà tế sân công này giống ឬប្រទេសកុម្មុយនីសឬប្រទេសផ្ដាច់ការដែរហើយអា market socialistic economy នេះឬ market socialist economy នេះគឺជា model ដែលលោកកុម្មុយនីសដែលខាងលោកកុម្មុយនីសគាត់ចម្លងយកពី free market economy តួយ៉ាងដូចប្រទេសចិនគាត់ចម្លងយក model សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងពី សេដ្ឋកិច្ចផ្សារសេរី tăng bị chăm chặt sản phẩm bày máu hỏi quát có cái này thèm thói rứ có rất bằng tấn tại tam tết sản ác vị sai sai từ cách rồi bỏ quát đại quát của mình nhé đại quát của mình chẳng market socialistic economy rồi market socialist economy với sọt điên kia nâng free market economy sai từ cách tiếp xa sản công này giống vì sẽ điên cái này nâng sai tờ cách xa sẽ rầy tại vì khó khăn này trong ca cảm cấp control các trường cốt quam bế rốt bó rắt tha phịt bà vì khó khăn này vì tăng chiêng bằng tạch vì tăng chiêng dạng mạch vì tăng chiêng dạng mạch cứ rắt tha phịt bà tôi bận tốc lời sai từ cách tiếp xa nó quát rơ nẹt nè kể hai thằng winner nhá hai đứng loser quát sầm rách quát rơ quát sầm rách nẹt nè hai nàng nẹt tránh nơi không tì thề phần lực cam sai từ cách sai tới đại hai tha quát rơ nẹt nè nâng nẹt tránh nơi không tì thề sai từ cách cứ
crom hôn rực bò rì sát rư xa hạ kia để chạm rộng xì nè con tê đôi chân dễ đám nè đôi chân dễ đám đôi dịp bốn dễ đám dịp bốn tụi bây kè hai tập tê bởi chia tập tái còn tái pra system market socialist economy cái mình như vậy đấy còn tái cái pra system nó còn ta về thu chương trình rồi xa cho bốn về tê xe rầy trong nay Korea khẳng đông có pra market socialist economy này hai bà tên ở Rốc có pra market socialist economy mà chân luôn còn nó bị thu chuyện chân chân nhầm lước dọc chân màn gì chân rọt tha bị bảo chân bị control căn cấp đặt bọt về nấy cách trường cốt thay tóm còn phía lỡ sai từ cách tìm xa nắng đáu ý về miền ông nát đã rớ nẹ chứ nét nâng nẹ tránh nóng tì thuyết và lợi cảm xài được cạnh ở vay tới đây hai ta rớ nẹ chứ nẹ nâng nẹ chảnh ba tế chánh ọt ọt thơ mạch chăm mê phan ca đề ọt thơ phan ca mạch chăm mê đề cứ ọt thơ central planning đề vấn tái rốt chân rốt tha bị bao chân vì nứt mơ thả tá cố đá dự sai tới cách rồi bỏ chân trời tư tư nà lúc sẽ rấy có kịch chân đây còn tay lúc sẽ rấy bao tí thê ở thống rồi viên winners and loser bao tí thê ở thống ao nhạc chân nhạc chán liền chồng nay bởi tế chân quạt thư tí thê là mốm hay quạt control tí thê nắng hoặc ở thống bê tế hỏi quạt chân nhạc vấn đề cháy thật ta cổng hồn nà miễn ở các đại tư tám cổ đáu sai từ cách robot mà chậm kết cổ đáu đấy rớt do cầm hồn nó hỏi xong rách thà cầm hồn nó từ đó cổ đáu bật bá rập thà bị bảo chân nó khơi thà cầm hồn acing miền cổ đáu rập thà bị bảo nó sắp sẽ đài miền này thà chui ở bờ thầm còn bé cầm hồn nó nói lục châu không tìm giá bị phục lỗ bàn chuột chỉ và cầm hồn nè đại khoa chấm nứa rồi cầm nốt chặt pi rót tha bị bà là mệt chấm rót tha bị bà là mệt chấm nắng nè mình chú ý ở bờ thắm cầm hồn nắng hỏi chuồn cao prai bật về nấy mình áo cầm hồn nắng xong rồi cô đại tìm xa bán tốt bấy cầm hồn nâng không dạng ná có mình bán tại đó cô đại đại hai tha chứ nè chẳng market socialist economy pra ca control càng cắt cắt chữ cốt còn phía tay rơ nè chứ nè nâng nè tránh đối cửa xa mũi xa lãnh cồn mũi chả ơn chiên cồn mũi và sẽ lãnh cô ná cô nâng thư đó ọt khó và cô mùi tiết thư đó sẽ đầy ảo nơi khăn nông và tê chân chân đi chùm lón vô sai tờ cách tìm xa sẽ rấy bí lục sẽ rấy bí lục hạt lệch một cái chân hay cuộc xong hỏi riêng tám sai tờ cách chụp ấn vô một cuộc xong và cát sai tờ cách mùi để nhóm hai thứ market socialist economy chẳng tụm ruộng sai từ cách pi nâng rồi viên free market economy hay nâng market socialist economy tụm ruộng pi nâng sẽ điên cái này còn tại free market economy việc tụi lì chiến chậm nay market socialist economy việc tăng chiến hỏi kê dùm rách nè nà chè nè nà chẳng nè ảnh ống cứ chìa nè cứ chìa chùm nưa rồi bọt bà tê chùm bọn rồi bọt bà tê cổ rê kháng thập bông rồi bọt chân cứ chìa chùm nưa thả rọt thả bị báo chìa nè dùm rách chô cơ vệ sá nông phá lật cam sai tạ cạch nè chùm nách ai free market economy vì miền tì thịa tì lìa chiến đàm bấy áo cầm hôn
răng prang xâm rác chốt về sản khuôn đòi khuôn ảnh. Tốt bay chia giang đôi chân học ở đời. Có nơi khăn free market economy. Rất thà phí báo có sắp xe đài. Có ốc bà thóm cọng hôn mà chùm nguồn nè. Nè, đối chân nơi Amrit. Airline industries. Rất thà phí báo mình ảnh đùa lê. Tại anh ta ốc bà thóm. Vì xài ưu xạ cầm Akasa cho đặt mẹ tâm nào gì vậy. Vị sai ưu xạ cầm phần lực rộn dồn. The automobile industry có tự tu sắp sẽ đi đây. Farm industry farm agriculture có tự tu sắp sẽ đi đây. Phần lực dồn ho đối Boeing có miễn sắp sẽ đi đây. Cầm hôn thông thông rùm tên cầm hôn cây là Sport Company có tự tu sắp sẽ đi đại nơi bên khá. Nhưng chẳng, bà dương cái lấy mơ sở say mùi mùi nơi trở thành phần lực cầm sai tại cách Free Market Economy nâng Market Social Economy sẽ điên cái này. Quả là mùi rạch hà bị bá chạy một chiếc. Tại Free Market Economy rạch hà bị bá ở chạy một phần tay rạch hà bị bá bá nơi vô bái ông bà thầm. Nhưng chẳng hai bạn chưa bật tế đôi chưa bật tế chắn á thì chưa tha ca đại kê control ca đại rạch hà bị bán control economy đôi nơi Việt Nam có chia market socialist economy kế vô khơi tha ca đại kê control cô đại sai tất cách kê tha kê miễn sạc ra nộp bộ chiến miễn đây tha kê vô khơi tha kê mòm tòm chiếng. Kế dôn khơi ta free market economy đôi Amrit ọt là ồ chung buộc kê. Chúng nay Amrit càng kế dôn ta free market economy bọc kê là ồ chiếng market socialist economy. Đói kế dôn ta tì thlê kê thống kê áo a chi vừa có khi nhóm ọt chạy prao này vô chức này vô ấy khi nhóm bạc prao này dây tam trong bệnh ạ kà ra vi rốt này khi ông prao ta a chi vừa có nét nét propert a chi vừa cầm vị này dục chuẩn khi ông ấp chép prao vị này dục kinh này khi ông đối có bạn prao dây tam tròn mình phải chăng đấy kỳ thơ ấy tới ấy này dục chết này dục chuột chết ấy ấy kinh này thôi nhá khi ông cho chết này dây sủa sạp nè cầm mà có bố là có bọc lật thôi ca nè nẹp và có một là bố a chi vừa có xong bây tập biệt xa chi và có nhưng mình bài không nhé chẳng free market economy đối bộ Amrit cái chưa thật cái tục tí thay đổi thông làm bay ở bài bài nhà nhé và làm bay ở bài bài nhà cái chưa thật tí thay đổi thông mà nút miên bà chơi tràn đá hãy chơi chùm nè tách tại việc bài bài nhà tôi lấy chiến rạch thà bị báo chưa rỡ rỡ nhạc này hay năng nhạc chẳng à nóng chia philosophy chia economic philosophy chia tết sản nạ vì chiến sai tật xa đại là lục sở rây đôi ảm rích hay năng lục công mình đôi chân năng mềm chùm nửa xua tha na mùi còn bảo chiến sai tật cách bi năng xua lế nhé tạm bất xâm nô năng xâm nô con mấy nè bắt là xua tha between free market economy and market socialistic economy, which one is the better model? No one. No one is better than the other. No one. They both have, they both have good and bad bad point, advantages and disadvantages. Tăng pi năng. Vì ọt miền sau khó khăn nha tế vì bố tầng phí nâng vì miền côn là vì bắt nâng côn xung bắt đôi khăn nha. Hai, con đã đăng thà Market Socialistic Economy nâng. Vì cả tránh phí Free Market Economy mà tế. Vì mình chia rụp môn rư có tế sản ạ. Vì chia sai tật xác.
đại bộ công an đi rồi khởi để dây châm xài được cách để chặn cắn dọc ngay nó cứ châm long pi à mấy đang chụp để nè hãy xài được cách Korea kháng thứ bốn châm long pi chụp bòn để nè hãy xài được cách Japan đang châm long pi à mấy nó cái này tại hãy xài được cách nơi dạ phía Europe nữa có chưa xài được cách đại chấm long khi đi America tới bên tay vừa mình đôi cho America có cài trái ở tới chứ market socialist economy yeah. Chẳng số thà ta sai từ cách pi một đại lưng sai từ cách na còn ba chiên chấm lời sai thà sẽ điên khi nè còn tay à na cốt về trái dương mình đăng để mình đăng thà ta mùi ná nhé yeah. Lãng bảo nà tế ọt miên phía cò cả tế và ọt miên phía cò cả tế anh chùm nói mùi tiết free market economy rule and regulations bảo vía self correcting anh kì kích chắn á thì kết tha à bắt về nay cho bắt từ lớp rồi bắt sai từ cách xa sẽ đấy nữa về cài cũng học luôn về và miền việt bắt về cài cũng học luôn về nhé trong này ai market socialist economy chuôn ca cũng học về cài ọt bán hái về lẹ băng cho đến là hốt đó về đua cặp một anh ấy test sẽ nặng mùi but we do not know. We do not know. Tại dương ọt đăng chí bạc tê. Thà ta tè sẵn nạ. Thà xài tè cách xa xe rây nâng. Vì self-correction. Vì miên self-correction. Self-corrective mechanism. Hái xài tè cách market socialist economy nâng. Vì heavy-handed by central directive. So it is dangerous to the point of collapse. À nâng có chìa tè sẵn nạ. Nơi lai và số đây là Mohammed chia tay sẵn nạn nơi lai mình đăng thả ta à cũng nứt chân cũng nứt chụp ấy nắng xài được cái chân nắng vía ai đua à lùm dạng nà đó vía cả bị bạt dạng nà có mình ai đăng bán đấy bố vía cầm phong tay chầm ràn hay xài được cái xa giờ đây vía chua bị bạt chầm ràn đo ngay còn tái việc cài luôn vía bán là hốt mà đo sập ngày mình chẳng bộ sai để cách xa gì đấy kể chưa tha kể miễn cell corrective mechanism việc cài ba nhà hát luôn với hay về ruột bán đấy kể chưa tha về còn ba chuyện market socialist economy tại dương ọt toán khơi tha socialist market economy đứng việc đua lại nở chưa bị xe một đại chấn với chặt bị chặt bầm bầy màu nhé hay chụp bắn với chặt pi mà còn buồn hơi sai sẹp máu đấy sai được cách với cương ta là đuôi ok chẳng hay sai được cách Korea hàng bông ấy có dương ở toàn đắng sai được cách Việt Nam với chặt pi cài sẹp mùi màu ní ní dây đòi sẽ cái đấy riệp rồi off pi smart tập hiệp nhóm đẹp tôn đắng sừng kềm tới chết rồi viên chân Amrit đại lúc chuột nia kháng vị sai được cách hai đội nhóm chưa hiệp chẳng. They are fighting each other, confronting each other, competing each other on economy, world trade, high technology. But we do not see that the two countries, the two grouping, of course, China does not have a group, but USA has its ally, which called group. We do not see the decoupling card. Nhạc đặc độ thôi từ và tiê riêng luôn hay vay cái này. We do not see that in action yet. And we do not see that it will happen in the near future. Even though there are talks about decoupling, meaning that, you know, anh ông chẳng hết đấy nè. Tái xong tục nhằm tù sạp mùi sân. Alo. Chạy làng và là chọc thì dục mình thì dục mấy ngày vẫn bị chọc mấy nhé.
Mẹ đấy. Alo. Chọc là mà rồi hạt buồn. Ok. No, because exercise so much. I try a lot. Okay. Okay. And also I did not sleep much. I have to be active. Okay. Oh yeah, I have a weekend now. Okay. Okay. I'm doing the show on YouTube. Okay. Bye. Thanks for asking. Chẳng ca riêng rộp bọc nhóm nâng cử thả rổ viên chân nâng ảm rích nâng chưa bị xe hàm rích và cắt đọc luôn à, đi khắp lên nâng mà dương thì dây bị tu rột lên mình việc về tẹt nè chọn chạy thái kháng lúc giờ đấy nâng kì và cắt thả kê nâng act to decouple cứ cái đó hạ cả lưu tập bộ và gõng đó nâng tập bộ tu của tập lưng là mấy cái chạy cái đọc luôn thôi so far only declaration but real action of decoupling it's not materialized in big picture yet គឺ កាត់ ញែក គ្នា រវាង លោក សេរី ហើយ នឹង ប្រទេស ចិន នឹង អត់ ទាន់ ញែក បាន ទេ ក្រុម ហ៊ុន លោក សេរី រាប់ ពាន់ ក្រុម ហ៊ុន នៅ ស្រុក ចិន សព ថ្ងៃ អូស៊ី ចរន្ត ផលិតកម្ម របស់ លោក សេរី រាប់ ម៉ឺន យ៉ាង នៅ ស្រុក ចិន ណា hỏi trả lời cuối cùng cái hỏi supply chain nhá nè có rộp mơn rộp sàn dàng nơi sọc chân rồi bằng lúc sẽ đây nha. Financial interaction tùm nét tùm nôn lôi cắt ấy ấy sọc xa rập tốt bấy bật cắt hình chân mềm rồi kháng chế bọn bật cắt tha nâng đặt lôi rộp bọn liên đồng bày ở cơm hôn chế bọn đọ chanh bí bật tế chân này chế đàm lạc lạc nhá. Có rèn thông bóng ạ lưu xong này dây thế. Lúc sẽ rây này dây. Còn ta à lời nó có chụp này dây. Chẳng hạn đi khắp lệnh. Nhá đi khắp lệnh. Cả đại đội dương bộ tù tạc lớn nghe nó kì đọc cái lưu cái kì mong đại cái này nó kì này dây bằng ta vì ở toàn khớ anh chỉ trông tri thông nơi lời tệ nâng phần này chẳng phí đại chú cái này nó sẵn kìm tệ trẻ nâng nhá. À, đối khi ông chỉ biết tưởng một đại sai thì cách hai một đại sai thì cách về miền ẩm nam ẩm nang riêng luôn phần tai khang chấn nó kì ập hàng thạch kì còn bài thế phải không tụ bài giảng na đó chấn chấm lòng phía mỹ chấm lòng phía nhật bản kì ập hàng thạch kì còn bài khang phần này một đại lệ phần kì ập hàng tha sai thì cách kế nâng bỏ bui từ một thì chẳng hạn nâng à nâng dương dục chia ca mình bàn đi nè dục chia ca mình bàn đi nè chấn à nó cứ tệ tôn đừng xài được cách và tọa mà tiếp cứ vơ trade của Cana tệ tôn đừng xài được cách thì rút hiệp xài được cách hai về thở miến chùm núi bên đây chỉ cam bị phổ lộ chùm núi bên đây chỉ cam bị phổ lộ tốt bay mà bị bọn đọc bay chứ năm bị bọn đọc bay BRI was announced by Xi Jinping. You know the Belt Road Initiative. Panka Mahasadikai Kawat Plau was announced by Xi Jinping in 2013. And China putting a lot of money on works of developing BRI. Yeah. So far, there are success. Projects done in BRI framework. There are also failure projects happen in BRI framework. Yeah. So there are signs of success, and also there are signs of failure. Yeah. Ca ăn what BRI mà tôi là lớn về vùng bảy năm. Cá áp vật cá co sang thay cá mà ha sai được cái vật lời bọc chân đại bậc cá nơi chân năm bị bòn đập bay đòi bật thiên sĩ chân bình miên chục chế lơ thay cá mà chân luôn miên và ra chế lơ thay cá mà chân luôn
bà sẵn chị dương cái lấy mơ ông bí sẵn tu nay phán ca mà hà sai được cách cơ lời BOI ông lấy hát BOI Belt Road Initiative bà dương mơ tới mà tôi nâng mau đi mong bầm bay bật ngày tìm mà phay khai mị thổ nia ngày tết dương ọc khơi tha BOI nâng bán tự tu chốt cháy đông cầm phôn à bay nơi lời tệ. Ok. Almost 8 years after the announcement and launching the gigantic economic project called BOI by Chairman Xi Jinping, we do not see great success or significant success yet to appear. Of course, there are successful projects and failure projects in the BOI frameworks, but we do not see significant sign of success in that BOI yet. Vietnam chốt chay nơi khnông phan ca BOI mà chen luôn. Tại Vietnam para chay mà chen luôn tại chỉ rút hiệp rùm à BOI đang kiểu toàn khơi thá chân bán chốt chay chia đồng cầm phun này lại. Này dây mình men này dây chè bằng áp ấy nè. Này dây khiêm prang này dây đòi sự phê vẹn chùm bóng phá ôn đàm bấy ở bóng phá ôn bán dồn ở bóng phá ôn bán dồn China thinkers on BOI project having an idea of spending around $3 trillion on that project. Net yutta sah kumnit rubah chan lơ sai tkaj maha lơ maha sathan ka maha sathakaj kvat lau kit tha chan nang chai loy 3 trillion dollar knong ma trillion ve 1000 billion knong ma billion ve 1000 billion chai te lơ ka ko sang BOI. Tụi bay giang na cái đôi có ấp toàn khơi nhà sốt đây giờ soft sốt đây giờ rina sốt đây giờ chan tivi tụi bay dây chẳng men vận tải sofa giặc ca cái lò máu chân ấp toàn chai và hai chữ ấp toàn chai lơ pi mà trillion là lại đi mình toàn chai chẳng chấm nai vị này vô cá vận đại tôn tại lớp phan ca mà ha sai được cái bạn lời nâng này này mũi phía bay nấy thạ vị ca kết để lời để thạ vị ca kết đó à hay xong bên chị tha lôi bay trillion nâng mền vô tới trái để phía thả trái nâng cứ chậm nay tại lớp phan ca bên mền trái cứ vị này vô kể the $3 trillion thought by China thinkers to put to work in developing BOI. Of course, it is called expenditure. Chumnai, but in reality, it's not expenditure, it's investment. We chia cầm cháy áo tư và tế chia sử má chất rồi có chia sử phôn BOI. We chia cáp đạc tuân tư xong hệ thả ra chân sử phôn BOI tam phlâu tức, phlâu gạc cá, nâng phlâu cột. Viêm mệt cái vô lôi tới chạy thôi đấy, cứ vô lôi tới vị này vô nè, rứa có chia cả bàn chạy cầm chạy để, nhá, chân, miền phèn ca thôm môi, làm bay bằng cát ban nơi sầm pon môi, đại là cái ở hai ta sầm pon đấy, cái hai ta nhẹ cho luôn, bằng cát ban nơi sầm pon môi, nơi không phèn ca mà ha sai được cái vật lấy. Đại phán ca mà hạ sát cái bạc lấy bằng cách ban nơi xã hạ cung bảo tế nơi không bị phục lúc đại phương chùm nguyên phía nét chạy cám đọc đô tùm nánh nâng phá lít tập hóa chùm mùi kìa nâng chỉ tí thalê mùi đại chân bằng rong nâng con bia hay ca bia tí thalê nâng bằng cách ban tay chỉ tí thalê đỏ thúm hạ dạ mùi xem ép
đó tham mà pull đó phải là tạm sai tất cả bỏ chân hỏi bài trái pollet polo lô đã ra được phổ bài trái pollet nâng từ cánh bàn đá bờ tết để cho luôn chia recipient of the BRI hãy xin khấm tha nâng bằng cái bán nơi trading block nhầm tôi sẽ chúng bằng cái bán nơi trading block các bạn nơi trading block để phải chia sẻ cái máy thật chia sẻ cũng chùm núi bên đây chỉ cảm mũi đài chô chuôn đài chô chuôn số đây mà bị thầy đài chô chuôn để đào ấy tùm nến nâng phần lực tập hóa chắn hay nâng phần tết để chô ruộng nế à nóng cứ chia phần ca mà ha sai cái của bạn lấy đây và các nơi chân bị bọn đọc bày chân dân khâm thà và phán ca mà ha sai được cái nâng ban chục chây China hopes to create a community of multinational trades which is very, very large in the world and be able to distribute, to sell, to exchange goods and produce among the recipient of the so-called BRI. China believes that project, if succeed, will bring great benefit to China national economy. That's what China believed. That's why BRI was announced in 2013. Yeah? But we do not know yet. We do not know if BRI succeed. We do not know yet. So far, there are signs of success. There are signs of failure happen in the mix. Up to now, we do not see significant success happen from that great economic project yet. No? We do not see yet. And we see China plan to spend $3 trillion on that project, but so far spending is under one trillion. And we see China banking networks slow down in distributing financing and spending on that project. Kì mình toàn khơi chục chây nó lái, kì mình toàn khơi kì khơi chục chây khác, kì khơi para chây khác. Tại chỉ rút phép luôn kì ắt khơi chục chây đông cầm phun nó lái. Thấy kì khơi sai thì dẹt thằng này kia bỏ chân nó trái lối về phát cạch mình thôi chùm nay nên cũng cháy đòi xá tay chạy chùm nét về mình đông cục hồn nhé tay kia mình ai vay tầm lai ban thá bị ở ai nâng vía và ra chạy tệ bị ở ai cầm bông tay thưa tầm ná cầm bông tay ạ nó bọn nhé à nâng chẳng if BRI become successful, then China will have a very big gas trading community, which become great benefit to China national economy. That's what China is thinking. No? That's what China. Now look at the West. The decision by G7 on June 12 about confrontation, competing, matching the Western civilized value, such as democracy, rights and freedom, and free market economy by, you know, the great economy of seven, G7 decision
with China. G7 also decided to put financial package, developing strategy, developing infrastructure, developing a trade community against China, China BOI. So we do not know. We do not know this Cold War result at the end. We do not know. It is very difficult to know who will emerge as winners of this confrontation and competition. We do not know. It's in the future, but we do not know. What we do know is the free world has ally, has foundation in international institution, has won Cold War with the former Soviet Union. Dương ấp đăng tha à sừng kềm tự chẹt rồi viên bờ tê chân nâng ngầm rít nâng nam mũi chia đây còn ấp đăng tha bờ tê lục sẽ rầy nâng nè nè quân thi đại vật nhom report anh tại face tại YouTube anh mà bully nhom bà anh chưa mà nuốt miên bụi mổ nè quân thi đại vật hai bà anh chưa mà nuốt thay thô sẽ rầy á anh ấp miên chia này bèo mà rụng khan nhom đây bộ khi ông admin rụng khăn ấy ha khi ông admin chọn là kẹt những ai để nhé ok tại bà anh chưa mà nuốt thao tiếp khi ông report anh tại YouTube ok khi ông report anh YouTube I report you to YouTube that you are bullying me you are preaching hate anh chia sẻ up anh rụng khăn và mà cá tiến cùng riêng cùng hai anh đòi kiếm ok còn thế David yeah. Very simple nhầm prap na okay so I'm sorry na khom sok sdai da aing kaet mo pi ptei mdai aing hai aing proprit ampeu thauk tiep dak khom da khom ot mien thveu avai da aing na anchang David khom report aing na to bai YouTube ke pdaich aing rư ko ke dak tos aing rư ke mon dak tos aing ang srach YouTube it depends on YouTube but I report you as a bully na chẳng á luôn nè nhóm mình chua và cay tiếng nhóm prap ở đằng hái nhóm pro mình nuôi dưỡng bà miền put miền ẩm bố miền xì về lái nhưng mình mau và mặt cả tiền kì vì pro nhóm để dây ní ở miền tẹt tôn nâng ai cái chỗ này nhóm để dây rương đại miền phải giàu nhé mình chẳng lúc sẽ đây the free world has ally the free world has foundation in international institution. The free world has a record of winning Cold War, the first Cold War. So we do not know if the free world can win another Cold War with China. We do not know. But China does not have the community. China does not have the bloc. China does not have ally. The Cold War between USSR and USA, both sides has a group, ally, and community to fight, to compete each other. This time, China is a big country in the world, but China does not have an ally. China does not have a community supporting it's confrontation and competition that we do not know who will win. We do not know. We do not know. Not so today. Somewhat. Chang. Ke nang pakuot pa chay khnia lơ vi sai sai takai. Ke pakuot pa chay khnia lơ vi sai. Chum nu wing penichakam poplo.
hai kế nâng bậc cút và trên kia lơ bị say high technology nè kế nâng bậc cút kia lơ bị say high tech nè lơ bị say và chạy cặp với chia dạ cao cái long mau lúc sẽ lấy tay anh ta nị dây thá chân lúa chùm long chân lúa chùm long và chạy cặp với chia rồi bỏ lúc sẽ lấy nè chân chân băng sân kriêm tài chạy đi viết chèo ca aoi mà nút nước nông bị phục lô bàn đăng thà ca trao tập can thà chân lúi và chạy cả về chia rồi bỏ lô sẽ đây nắng việc bất rử tệ nè nè việc bất rử tệ nè anh đang chắc á là việc bất rử tệ lúc sẽ đấy có cháu chắn thả chắn lúc và chạy cả về chia bỏ quản chấm long quản lúc copy bị quản lúc reverse engineering và cả là bỏ ấy có lúc quản này nè chỉ sẽ high tech năng mỏng chẳng cả bà quốc bà chạy cái này khả nông khôl vò nè nè khả nông sẵn kriêm để chạy nè về thứ ai lúc sẽ đấy nè rất mần tăng và giác và giác của mọi thuốc lối và chạy cả về chia bán tới lỡ đại trần anh đang tìm mùi tí pi vế có đo lộ cá ở chân nâng bằng hàng thay đáy pi nè bằng hàng thay đáy lỡ research and development bằng hàng thay đáy lỡ innovation vì thư ở chân nâng miên ở cá bằng hàng thay chân chế kích chế sản chế chế bằng cái technology ở so if we look at that area of competition it is an opportunity for the free world to be careful on guarding its high technology and it also provides opportunity to China to show the world its competitive ability in research development and innovation. So it's an opportunity at the same time when the Cold War, when this Cold War starts. Yeah? When this Cold War starts, it's an opportunity for the free world to show that it can protect itself and win. As it so far accused China of stealing and copying the free world technology. Okay? And also provides an opportunity for China to show the world that it has the ability to do its own research, development, and innovation. It also provides China with opportunity to show to the world that it can introduce new, better technology in competition with the free world. So it's an opportunity also. It's an opportunity. Which you are that world lúc sẽ đấy đến chạy qua cà phê nữ và chạy cậu chia luôn ấy có việc với áo chân nâng miền ở cá nâng phần hành thay đầy đặc luôn mẹ lùi bảo ai nhé cầm chô ok nè mẹ lùi bảo ai nâng nè nè mẹ lùi bảo ai nhé chân chạy thơ chẳng chẳng với chia ở cá nâng phê đã dạng từng tí nâng quát chua nè quát và năng phải chạy nè có bật cút cái này, có chụp băng cái này, việc ở miền là lấy phổ lục đi, việc bán phải giàu, đòi bị phổ lục, còn tái và tê đầu tây đầu tây, và cắt sủng tiết, cắt pan nhà ha, mà chụp nón để tay chọn cắt tập anh đi, nhá, mà chụp nón nó bị tay tập cắt, nè, hay về mình bằng cắt sủng kềm bị phổ lục đấy, bằng việc ai cắt sủng kềm tối ta làm bị đốt cổng đại lo để cái cổng phong ngào nôm xóm và năng và chơi cái này đang năng cứ tiện tồn chẳng so you know the competition the confrontation between free world and China cause trouble but also provide opportunity
năng chặt năng năng chặt đó lúc này trong miền sa mạc tập hiệp thì bài chun tập ban năng đây và thì bài chun tập ban năng đây nhé thấy mình cạnh hàng na đấy cứ rằng thì bài ở miền này cả fairness miền chụp nách riêng riêng luôn mình chăng ở tia ho lục nhẹ khởi về thay đi chân bàn đầm lang space station đại thứ ao bờ tây chân đó cứ chưa bờ tây muối không cho nó bờ tây tập pi quật cứ miền tây chân hay nào mà đấy đại miền sầm mắt tập hiếp co sáng nơi Satani Avakapan. You know, China and America now the only two nations with capability of doing research in space. Of course, Russia does have ability to do it, but Russia did not build space station. China does. Chẳng ca đại chân tầm láng Satani Avaka thamay nè là bàn pi cõng á nè bàn pi đông á đã chọn nè and the success of China sending astronauts to stay in that space station capsule it's considered an important success for Chinese space development. Yeah. It is success. It is a significant success, of course. Yeah. Vì chỉ cần biết tầm lớn sự thay đi ao cát nên vì chúng hiên chụp chơi robot chân đã ai thuê bàn. Tụi bay tàu chiến International Space Station có chân ai tới hay còn là tầm lớn phim bị chun mà nuốt tới đó space phim. Bay nè anh là nữa nhé. Bạn chẳng chỉ chụp chơi. Yeah. Tại sốt dây cầm lên tại tốt bầy dạng na cả đôi khiêm prap nơi không sâu môn này ta năm bì bòn bà phê buồn by 2024 if no private company take over the International Space Station that International Space Station will be abandoned the community of space the space community of the free world do not want to use that space international space station anymore because of too much expenditure compared to the value of research done at that space station. It's not worth it. So the SSI, the ISS. Will be abandoned by 2024. Satani Avakah Andra Chit tại cổng phong tại đại nơi lưu Avakah nó nâng trấu kỳ chốc prá nơi chân nằm bì bòn mà phải buồn đòi xa chùm nay về chân hơi à phải giáo bán bì ca sắc xa ca prá prá Satani nâng việc bán tầm lại tạch kê có bọc bóng chào chẳng số tha ta space station bỏ chân chụp chơi bỏ chân tầm lại space station bán bên đây ta chân chạy lôi bàn bây giờ dạng ná nó sạch lên chân bỏ chân miền hào bài cả hỏi chân ai maintain space station nâng bàn tràn chân năm đôi ớt miền khó lượng chai that is good vô lấy yeah. Chia sắc hay phép để chân nó khăn à, nó mùi à, mùi tiết rương cầm chuối để mang lại tới lưu áo vào cả nhé miên ca ri con tha cầm chuối chân nó bị chú sầm ra màu vinh nhóm có mình đăng tha ca ri con nó về miên ca bất bà nà đi bàn tay kì tha áo ca chân nó banh tới đâu về chú màu vinh về chú khoa ca sầm ra khoa vì chú mà mình vì ấp
self-destructed in space đi à bấm này bảo vệ nó ở bán bấm plan luôn ai nơi ai có cả đi để thay mà quên à nó mùi dưỡng mình đăng thả tá chánh nâng men improvement nâng cài nâng giang ná của dưỡng ở đằng dưỡng trăm mơ à và tốt bi à space station nào tá bà tê chân American kia bà cả hai kia bà cả space force cứ còn tốt nơi space tá chân nâng miên space force ấy ạ ok dương trăm mơ nâng mùi mùi tiết nữ khăn thay ca mà ha sai từ cách của bạc lời tá chân nâng bệnh nâng bằng cán mục mốt khăn ông ca si chú chia sẻ và cam bằng hoa cài rồi nộp ao bò rồi tê nâng bàn chục chê ạ dạ ca có lông máu chân si chú bằng hoa cài nộp bằng ta ọt sang miên bà tê ná tới chú chân ao bằng hoa tê. The success of launching satellite by China is considered remarkable, but China space services, especially launching satellite services, are not yet gain market. Yeah? Do not have many clients to hire China to launch their satellites. So satellite launching service by China is not successful yet. So we will see. Okay, we will see how China compete in that area. Anh nói mùi, mùi tiết. In aviation industry, nơi khăn ông aerospace hay aviation, nơi khăn ông khang ạ cắt sẽ cho về chia. Rồi hốt mà tôi về đi. Dương ọt toàn khơi chắn. Phật lít bán nơi dân hò. Đại tùm nước, miền quân là phía, và hai nâng dân hò ở rốc, Airbus, và hai nâng dân hò, Amrit, Boeing, nâng lao y tế. Nâng lao y tế. Dân hò xe, phẩm buôn, đọc phẩm buôn chứ ấy. Mình toàn khơi tranh mục cho bác lộ nâng lao y tế. Chẳng nâng khăn ông à, passenger, chất lanh, nơ industry bọc chắn ở toàn khởi chạy mục nâng ấy xây văn bọn bùa nổi đọc bọn bùa nâng ọt khởi chạy hoa nơ lao y tế ọt toàn khởi hoa nơ lao y tế thạp bàn chuộc chạy ấy nâng bánh tay mình toàn khởi chạy mục nơ lao y hay ăn ông về chia medium size jet liner lại khi nhóm mình sẽ bắt thả về chia dân hoa đại ai hộ đại ai hoa long trip nơi lao y tế về chia regional line airliner rồi về chia intercontinental airliner dương mình đằng dương mình đằng similar yes the claim but not yet flying there is no airline even in China there is no Chinese airline flying C919 yet. So we wait and see how China come up with that area. People are not going to say that. Nghĩa tới the rương dân hoa trầm băng. J20 is considered sixth generation fighting aircraft produced by China so far. We see that airplane in air show. We see China flying that airplane, but yet we do not see any other nation acquire that airplane and using in general operation. So far, not yet. So we do not know the exact ability of J20 only in YouTube, but we do not see J20 anywhere
while F-35 is in combat operation for a while. Now, of course, the F-35 crash having issues, but F-35 had been in service of nations such as UK, Japan, Israel, and F-35 entered the combat operation already, while J-20 is nowhere to be seen. So we do not know if J-20, a true sixth generation jet fighter. Dương ọt đăng, dương khơi F-35 chôn xa mô rộp hùm, bằng tay dương ọt đăng khơi J-20 chôn. Dương mình đăng thả ta J-20 nâng, việc bất chia chùm non tìm vào mùi đại rửa ọt. Hay a stealth technology, a bạch cháy cạp với chia phòng băng cái nâng, ta vì nơi không cầm rắt nà, vì nơi không cầm rắt, bạch cháy cạp với chia đại ai một bạc cuốt chùm mùi nâng àm rách bán, rứ có còn tầm miên chùm mùi thả stealth, còn tay vì ọt miên là level of protective quality, smart nâng stealth technology bọt àm rách. Nhưng remain to be seen, you know. Chẳng chẳng thở bằng hàng chả nè, chẳng bằng hàng sở thả nia cắt, chẳng thở bằng hàng xe vá căm bằng hộp cây rồi nộp, chẳng thở bằng hàng stealth technology, chẳng tích tiết, chẳng ở lối ban chục chơi mùi hàng GPS, chẳng bà cát bà bôn mùi chmua, tôi chỉ chmua Baidu, đáy là sập ngày ní, và tế chả nè, bà sẽ vào cắm GPS bọc chân là bài đu nâng. Chẳng chân miên cái rồi nộp nơi không có bọn bài đu cho ra ấn chiêng cái rồi nộp bọc GPS. Hái sẽ vào cắm nâng bàn chục chơi mình tên. Nâng á, nâng chục chơi bọc chân. Và tốt mà tiết, chân bàn bằng cọp sai ca không bạc xa mọt. Bàn cho ra ấn bọn gà lô mẹt à. Bàn cho ra ấn bọn gà lô mẹt. Sọt ngay đi, xài cạp cao ba sọ mốt đấy, chẳng cũng phụng tại bản năng và chênh chữ mùi Ảm Rịch. Của Ảm Rịch cắn cứ chưa bật tế, đại miên xài cạp nơi ba sọ mốt sẽ ra vẹn chương kê, sẽ ra chương kê. Chẳng, chẳng nâng không phẳng thua gần năng, chẳng group sọ mốt phùm nơi sân khuyên tại chế, remain to be seen. It's a good show, it's a good competition, good confrontation, good fight. This is the second Cold War. After the first Cold War ended in 1991-92, the second Cold War started presumably from June 12 after G7 declared support for America to fight China in area of economic competition, world trade, high tech technology, etc., etc. It's a good show. It's a good show. Of course, small country will suffer, but some small country will have opportunity to take advantage of this. Also, yeah. Những bạch lát miền ở cả những bán chấm nắng hay bờ mình lát té đùa bạch trường chấm muối những cà phải chốt này sừng kềm để chẹt mày. Hello, nè. Lúc này, anh đang chẳng hay khi nhóm nào là tình tôi chỉ muốn đặt hôn xa anh lơ hưng sẵn kìm để chạy nâng gọt chạy mà vinh gọt phải chạy tẻ sẵn nạc khai áo khiêm sẵn đọc. I think that hôn xa anh gọt dây gọt miền cá bị sao kịch bỏ gọt hay gọt mình tọc sọt mình bỏ rõm đi nâng chỉ thiết rưng mòm rồi bỏ lục hôn xa để nhóm từ xa. Cứ quạt miền chùm hô chứ bắt luôn. Ta bảo tầm bó, sẵn kìm từ chạy nó việc bác lại. Quạt thở kết giảng mạch. To take advantage. Hỏi bàn, rồi chẳng lọc vào hông đam bay. Đam bay. Cả rốt riêng miền chứ bất. Này bởi tay cầm chuyện. Cầm rò miền, đất nôm, khám ai nà.
ban miền mà tệ năng to đấy khi ông sắp quật này dây đẹp nhom dây anh em phải tranh tay cho you know because I brought him the concern khi ông ban cho cả bà rắm bị thằng kia để chạy năng để chun quật mình tệ đấy chẳng Campuchia có thật được không you know world community đại tại sao long cắt sừng kềm để chạy lực tỷ pì này nó lục nè chẳng về mà mau bà pram để tia kiếm xong học quân tụng nè prof sai để bàn cho room sắp học quân prai mất bằng phong trần chiết còn không về chiết tì group chiết tì sơn lang chiết tì rập an kiếm vô riêng tu lê thông thông khá vô mà chấm riệp chun công san mình xuống về mình chọc phong chứ mùi năng rương trong chứ mong chứ anh phê đôi chữ hướng dùn đôi chữ hướng chốt nên mùi năng nông bằng phá ôm ấy to ba ấy chứ mùi năng bộ show khô xin nick ấy nhầm dô khơi nọ vì lên bên bây giờ chẳng khi nhầm dô rương để nhầm kết thang bên bên bây giờ mẹ khô cơ ba dọc mà chúng em chun cầm sàn xong o cồn xong lục nẹt pro sợi bọc tơ đai sợi dây sập sập bay rẻ chưa mà chặt bắt tiền po xong chúng em liền